Vũ xin chào bà con cô bác trên YouTube. Hôm nay về bình xăng con. Cái này là bình 110 99. Nó có cái này là ba ke, cái này là gió ngoài là 99 bình cũ nha, bình qua tay đã xài thì không bao gam ti, không bao chải xăng dư. Cái này là bán cuội, bán giá thợ cho anh em về xúc rửa. Bán cuội á không bao, bao đủ đồ cho bà con, là không bao gam ti, không bao, nói chung là mới rửa dầu sơ sơ bên ngoài nè anh em, dòm mới rửa dầu sơ sơ bên ngoài thôi, còn nội thất bên trong là không có rửa luôn. Về nhà bán cho anh em thợ về xúc. Hôm bữa mình đăng lên anh em thợ thì tao mua 5 cái 5 cái 3 cái, bây giờ tao có tiệm á, tao xúc tao bán. Rồi mình mua về mình xài thì mình phải có quen anh em thợ nào mua về cho người ta xúc rửa xài. Còn ở đây là không có bao chải xăng dư, tại vì cái giá này là cái giá này rất là mềm nè. Bình 110 mà giá có 550 ngàn à, 550 đó, chưa có tiền ship nha ha. Cái này bình Long Xuyên, nếu người ta xúc rửa không người ta bán 1 triệu á. Bình 110 là 99 nè. Nhôm còn, nước cam còn êm ha. Miếng này xét chạy ra bê tông, chạy ra bê tông hơi liếm chút anh em ha. Kim đốt ghim thân mộc nha. Kiếm bê tông chạy ra bê tông hơi liếm chút cái chót đây nè. Bình này chưa lên cốt anh em ha. Lên cốt là nó chỗ này nè. Đây, nó sơ qua cho anh em. Lên cốt là chỗ này nè. Người ta đóng cái tròn tròn này ha. Ta đóng vô trong. Ta xấy cái này nè. Ta xấy cái này kêu bằng lên cốt. Ta xấy cho cái lỗ nó bự ra. Người ta đóng cái này dăng vô trong. Vậy là kêu bằng lên cốt. Cái này nó chưa lên cốt. Nó còn. Rồi. Nói chung là không bao bán cầm điếc cho anh em đó. Rồi cái bình số 1 cho qua 550. Bình. À, nước nhôm còn đẹp ha. Qua 110 là 99. Bình số 2, bình ghim gì, bình này là bình Phu Chanel. Cái đời máy em có không biết luôn, chỉ biết nó còn trắng trắng đẹp đẹp chứ thôi. Phu Chanel kim với neo GT á. À, nó là F2, F2 là Phu Chanel. Và bên đây nó không có cái khóa le á. Vậy nó không có cái khóa xăng á. Là Phu Chanel. Còn mà có khóa xăng là Phu Chanel 2 nha. Nó đóng cái này cái mã là F2 á. Nghe giùm anh. À, đây mình có chạy nhâm nhâm mấy chỗ nha. À, có dính ba cái đất đỏ nè, có cái hơi đất đỏ nè ha. Ôi trời, cái đó anh điện cái số trên màn hình đó. Le đẹp. Tại số trên màn hình đó, chứ số này đâu phải. Tại vì của chủ xe người ta bán để chủ xe người ta cho nó. Đây là trái ga bít tông của bình Phu Chanel đây. Còn đen ha. Chỗ này là chốc nước sơn chứ chưa có liếm nha bà con ha. Quay cho người nào là để tên người đó cho nó đó. Nếu chốc nước sơn nào chưa có liếm trái ga còn rất là đen. Rồi nói chung là nhắc lên anh em ha, cân nhắc kỹ trước khi mình mua về xài. Đây là bán giá cho thợ, cái giá rất là rẻ, bình Phu Chanel, nhưng mà ở đây bán chỉ là có 600 ngàn thôi, bình số 2 600 ngàn thôi, thì cộng thêm tiền ship vài chục ngàn tùy theo địa phương anh em xa gần, mà có thể là 30, 35, 32, 40, hoặc xa hơn nữa thì 40, 42 ngàn tùy theo địa phương, còn ở trong tỉnh là 16.500, trong tỉnh được ưu đãi giá rẻ hơn, đó là tiền ship. Còn ở đây là không bao chải xăng dư, em quay thì kia nọ chính xác cho anh em coi thì được anh em chốt cái con số cho mình giờ mình sử dụng nha ha. Rồi cái bình số 2 cho qua. Tiếp theo là bình số 3. Bình số 3 cũng là bình Phu Chanel. Nó là F2 nè, bình Phu Chanel. À, giá 600 ngàn nha bà con ha. Bà con coi cái trái ga bê tông bên trong. Cái trái ga bê tông này nó chưa có liếm mấy cái chốc nước sơn. Chốc nước sơn bên ngoài là một lớp nước sơn đen, bên trong là một lớp nước sơn hơi ngà ngà giống vậy nè. Đó, chốc luôn cái lớp nước sơn nó mới là mắc thịt kêu bằng đen. Hồi nãy cái bình 110 là nó mắc một miếng thịt nhỏ xíu đây nè, kêu bằng liếm đó. Trái ga bê tông bị liếm đó. Đây là F2. Rồi số 3 600 ngàn. Cái nước nhôm đây ha.
hoặc là gió đây còn sáng. Đó, có dơ còn bã nữa ha, nước nhôm còn sáng. Rồi phu chờ neo cho qua. Chú ba. Alo. Số 4. Số 4 F2. F2 là bình phu chờ neo. Bên đây là nó không có cái khóa này, vẫn là phu chờ neo. Đó, anh em coi cái nước nhôm đây. Le còn đẹp. Giờ mấy số trên màn hình? Số 4, 600.000. Ở trên màn hình có để cái số đó là của chủ xe, người ta điện ngay. Xe mới đăng nãy hả? 75 triệu đó. Chiếc xe đó 75 triệu đó không? Cái chị ta để số điện thoại của chủ xe, chủ nó chỉ quay giùm thôi. Dạ không? Phá đẹp. 75 triệu đó. 75 triệu. Rồi cái trái ga bê tông đẹp nha bà con ha. Nhớ lại quay phim này, nhớ lại cái đợt hổm chạy chạy. Nhớ đợi hổm quay quanh YouTube mà bị bệnh hậu Covid nó chuyện không nổi luôn. Số 4, 600.000, rồi cho qua. Bán là có cái đủ mấy cái này hết trơn nha bà con ha, chứ không phải là thiếu ha. Đủ hết trơn nha bà con các bác. Tại vì tháo ra người là người quay người tháo cho nó mau mắn ha. Rồi, số 5, 600.000 cũng là bên phu chờ neo. Bình phu chờ neo thì anh em biết cái bình mới trong hãng giờ là 2.2 triệu. Ở đây là bán bình cũ tháo xe ra, thì anh em giờ chịu khó xúc rửa thì xài thôi. Em riêng mấy cái xe nhà này không có chiếc phu chờ 2 thì cũng vô bình neo nè. Chiếc quay alpha 110 cũng vô bình neo. Là phu chờ neo nè, mình này le đẹp quá ha, còn 7 màu luôn. Nước nhôm. Hả, em xài cái bình còn tệ hơn cái này nước nhôm á, giờ mà chỉnh dẹt này, người ta chỉnh lại ngay hết. Chạy hột hột thôi. Số 5, 600.000. F2 phu chờ neo. Le đẹp ha, bên trong không gió đẹp. Coi cái bích trong đẹp không, cái khóa này cũng còn sáng nè. Nói chung là gì 600 ngàn là ok rồi nha bà con ha. Cái này là chốc nó sơn một miếng chưa có liếm. Này là chốc nó sơn thôi. Liếm nó sơn mắt luôn cái phần thịt. Giống như là mình với cái dao mình gọt cái trái dưa leo vậy đó. Nó mắc cái phần thịt kia bằng liếm á. Ừ, trái ga bích trong đen mung. Rồi nói chung là bình này sử dụng được ha. Mấy cái bình này là đít rồi là có tháo chưa nghe bà con ha. Yeah. Nè đít có tháo, nói chung là bao đủ đồ cho anh em, tức là bỏ đủ cái trái nổi với cái phao xăng bông tu đồ này kia nọ ha, đầy đủ cho anh em. Giờ anh em chỉ xúc rửa thôi, lấy cái hơi gió là bơm mấy cái kẹt này nè, bơm cho nó tống ba cái cặn ra. Rồi, bình này đẹp lắm. Rồi cho qua. Bình số 5 600.000 nghe ha. Bình số 6 600.000. Bình xăng giờ dài rất là ít, một lần thì nhiều nhưng mà lượng bình bây giờ là ít lắm. Số 6, 600 vậy là bình neo tất cả là đồng giá nha bà con ha. Được rồi, vô xanh không? Xanh đi yên nó đi. Hết trần pin bọng nha. Rồi, 600 ngàn, bình số 6. Chốc nước sơn đây nữa à. Xém đủ. Rồi chơi cao bên trong nó đen nè. Chắc khứa này lúc trước chạy xe nẹt lắm. Hay ghét. Rồi số 6, 600. Anh em lái nào qua hết đi, giờ xúc gỡ bán chịu gỡ. Bên số 7 Gim 125 F1 Kim cho là F1 nè. Nếu mà cái bình giống như vậy mà nó đóng F2 sẽ là bình của phu chờ 2. Nên là bình kim 125 600.000. Ủa dữ trời, qua cái nhiều cái sự mà gạt gẫm lừa dối em cũng bị dữ lắm luôn. Mới biết được phân biệt bình xăng các bà con ơi. Chứ đâu phải dễ đâu. Kinh nghiệm đấu trường cái bình này nước nhôm đẹp nha bà con ha. Bình kim 125 Thái Lan. Số 7 600.000. Mấy cái này cũng còn đẹp nè, nó có dính đất đỏ ha. Bên Campuchia thì nó vẫn là có cái dùng đất đỏ, dân Việt Nam mình giống như dùng Đồng Nai rồi đỏ, xài đất đỏ nó dính lên bình xăng. Hóa dài. Rồi, cái bình kim 125 này là bình số 7 600.000, cái đồng giá với bình phu chờ neo nghe ha. Anh em thứ việc lựa chọn. Nè bên ngoài nó có một lớp nước sơn màu đen.
nó bên trong là một lớp lớp sơn mà vàng vàng ngà ngà đó, nó chốc nè, nó chốc nước sơn màu đen, nó tới lớp sơn, nó chốc lớp sơn màu vàng nó mới vô bị liếm. Rồi bên này nước nhôm còn đẹp nè, mấy ốc mà là có tháo có dấu dặn hết trơn nha bà con ha, bán cho bà con về nè, có đổ keo luôn á đó. Cái người ta hay là tháo ra người ta đẩn keo, còn mình thì thay phút cho nó mau. Bên Việt thì thay phút số 8 nè, khóa đẹp ha, bách le đẹp, cái khóa thì có ui xét hay gì đất đỏ gì đó, còn bách le đẹp nè, ốc le đẹp nè ha, số 8 nước nhôm nè đẹp. Mấy bình này bình ghim 125 và phu chờ neo á thì nó sẽ là nước nhôm Atimon, cho nên nó nhẹ hơn những cái bình 110 và Alpha quay A rồi ha. Số 8 600.000 cộng thêm tiền ship. Ghim 125 Thái Lan nha ha, số 8 là ghim 125 Thái Lan. Le đẹp. Khóa nước nhôm đẹp nha bà con ha, nhìn nè, nhìn cái thân bình. Thì anh em coi sao thì ngoài đời nó sẽ giống hệt như cái tay em vậy nè, nó. Em giờ thịt mình đi gan nè, nó bình này gan. Ngoài đời sẽ giống hệt gì không khác. Thì ở đây bán cho anh em là bán giá câm điếc và cho anh em xúc gỡ nghe ha. Thì anh em đừng có nói chơi sao mà bình bán cội, bình lụm ngoài đồng về bán cho chai bán ha. Ở đây là có rõ ràng, quay phân biệt rõ ràng. Đó, thì chúng ta nhắm được thì chúng ta mua, về chúng ta xúc gỡ, ta xài hoặc ta bán vậy đó. Chứ nhầm khi anh em, nhầm khi những cái người ta thiếu cái văn hóa, cái tà điện nó mấy bình này lụm ngoài đồng về bán cho tôi cái gì. Có tình trạng nữa cũng có nữa. Cái này ghim 125 F1 a ha. Vậy chứ nếu mà cái bình này á, bình cọp á, thì hôm em quay bán ngoài đó đó, trên xe gỡ ra các khúc, gỡ ra bình cọp 1.8 triệu, có cái 1.9 triệu, nó có cái đời 22 triệu luôn, cái bình xăng không á, nhưng mà người ta vẫn mua đó. Vì cọp thì tiền nào của đó, giá đủ giá chứ. Số 9 600.000 bách le đẹp. Còn mấy bình này thì chúng ta bán giá thợ và cho anh em xúc rửa mà. Rồi 600.000 số 9, quan trọng là cho trái cây bích tâm coi. Rất là đen. Cái này là bị chốc nước sơn. Kim đốt kim nha, này, chốc nước sơn nè ha. Nó sẽ phạm vô kia bằng liếm. Phạm là chúng ta gọt cái góc kia nè, gọt cái góc kia bằng liếm. Thì lúc đó nó là kia bằng liếm cho ra bích tâm đó. Thì anh em ta biết mua bình xăng thì ta lựa nó không có liếm. Liếm thì giờ cái gam ti làm khi mình chỉnh lên nó hơi khó hơn. Số 9 600.000. Số 10 600.000. Rồi bình ghim 125 hôm nay đồng giá anh em ha. F1 là ghim 125 Thái Lan. Bên này nó có cái khóa. Và bình này có lúc trước có tháo chén ra, có canh chỉnh xúc này kia nọ đó. Nhưng mà cái nghệ thuật của người bánh người ta làm nó không có bằng người bên mình. Bên mình ta chỉ là thay cái con xin thôi, thay cái dòng xin vô là lẫm lúa thôi. Chứ bên mình có cái linh kiện hơn. Linh kiện là bông tu bên mình xịn hơn đó, rồi bà thợ bên mình hay hơn bà thợ bên kia, cái đó là một điều công nhận. Cho nên bình xăng bên kia bỏ rất là nhiều, nhưng mà đi về Việt Nam, thợ Việt Nam muốn mình là cân được hết, ta sử dụng được hết nè. Cái này chốc nước sơn một miếng ha. Rồi kim đốt gin, quay cho anh em coi thử cái họng bên trong coi sao ha. Đó thì nó vậy đó, nó còn sạch nè, nhầm bình mình sạch, nhầm mình gỡ ra thì nó đen thui, hên xui mấy gửi. Hôm nay như bình đây, còn rồi chưa? Cái bình này là cái bình số 10, 600.000. Rồi hôm nay bà con cô bác coi cái clip này là bình xăng ghim 125 và phu chờ neo thì được 10 bình xăng. Thì vài bữa nữa sẽ có về để phục vụ cho bà con cô bác lai gai ha. Thì đồ sẽ gửi gỉ gã lai gai không có nhiều. Mâm City cũng đang dài. Đây, dài được Mâm City đây ha. Mâm City cánh quạt và Mâm City lút. Thì từ từ tụi em sẽ đăng lên clip để chờ bà con điện chốt hàng. Ship hàng là niềm vui nha bà con cô bác ha, mà vui nhiều hơn khi được ship nhiều hàng. Vũ và anh Hân xin cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi chương trình mua bán của tụi em. Xin chào và hẹn gặp lại.